Vâng, xin kính chào quý anh chị và các bạn. Đầu tiên, Thành xin kính chúc quý anh chị cùng gia đình ngày cuối tuần an lành, hạnh phúc, ấm áp và vui vẻ. Vâng, đây Thành sẽ thông báo với quý anh chị một tin vui là Thành nhận được mã pin từ YouTube gửi từ Hoa Kỳ về các bạn ạ. Vâng, đây là mã pin. Vâng, đây là mã pin là Thành mới nhận được buổi trưa ngày hôm nay mùng 7 tháng 9 năm 2024 các bạn ạ à, một cái mã pin mà hầu như ai làm dung bi cũng rất là hoan hỉ rất là mong chờ những cái cột mốc này các bạn ạ thật tuyệt vời vâng đây là một thành quả mà sau những biến cố của bao nhiêu ngày tháng gian nan vất vả chán trường tưởng chừng như bỏ cuộc các bạn ạ thì đến hôm nay thì uh, mã pin này thì thành đã nhận được rồi một niềm uh, vui rất là khôn xiết trong lúc này à, các bạn thường nghĩ rằng là một ngày à, có thể là mình tiêu tốn cỡ khoảng 13 tới 15 tiếng đồng hồ miệt mài trên máy tính ấy, rồi là điện thoại à, rồi ra ngoài hiện trường tác nghiệp và quay lại những video để tải lên YouTube uh, à, sau thời gian đó thì à, mình cảm thấy là rất là mệt mỏi khi ra ngoài đường thì à, nắng có mưa có vất vả có các bạn ạ. À. Nếu để mà kể những uh, thời gian tính bằng tiền thì cũng hơi khá khá. Mà thôi thành cũng không uh, nói chuyện đó làm gì nữa mà đến hôm nay thì, thì uh, đã trở thành hiện thực rồi. Uh, vừa qua ngày 31 tháng 8 thì Juby uh, có gửi email cho mình và uh, để cho mình xác minh uh, danh tính. Thì đến ngày mùng 2 tháng 9 vừa qua thì uh, việc xác minh đã được hoàn tất và đến ngày mùng 4 tháng 9, thì uh, ruby gửi tiếp cho mình một uh, uh, thư từ email nữa là đã gửi máy pin cho mình và đến ngày mùng 7 tháng 9, tức là ngày hôm nay các bạn ạ là máy pin là chính thức là thành đã nhận được rất là tuyệt vời các bạn ạ một uh, uh, vui mừng khôn xiết à, đến bây giờ thì uh, hầu như là đã hoàn thành được khoảng trên chín mươi phần trăm rồi. Một vấn đề cuối cùng nữa là mình cần một phương thức thanh toán tức là theo một ngân hàng nào để youtube sẽ thanh toán cho mình vào tài khoản của ngân hàng đó các bạn ạ. À, thanh toán bằng tiền usd các bạn nhé. Vâng à, cuối cùng thành xin được trân trọng cảm ơn quý anh chị, cô bác à, cùng toàn thể các bạn đã yêu ái luôn đồng hành ủng hộ. À, tương tác theo dõi kênh của Thành à, Một lần nữa Thành xin trân trọng à. Cảm ơn quý anh chị và các bạn rất là nhiều Vâng xin cảm ơn ạ à.